giúp mọi người ăn nhé. Đây. Bây giờ mọi người lấy chân trâu để vào cốc, đổ sữa vào chân trâu hay là chân trâu đổ vào sữa cũng được. Ok chưa? Không, mọi người hút xong, xong nấu xong thế là chỉ đổ vào nhau là chén thôi. Ví dụ như là bạn đổ vào anh người yêu thì anh người yêu ăn bạn, hay bạn ăn người yêu thì cũng thế thôi. Được chưa? Có hả? Có chứ các bác, tuyệt vời luôn. Có các bạn mua được anh không ạ? À? Anh hết hàng rồi, mặt hàng này hết rồi nhá. Mà hàng này không còn trong giỏ hàng, các bác ơi phải xếp hàng lấy số chờ cho em nha. Ok anh nhá. Anh chị em rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều người đang mua. Em luôn nha các bác ơi. Đã ủng hộ anh 77 để có tiền lấy vợ nha. Cảm ơn các bác nha. Các bác ơi mua hàng của em thì năm nay Tết nhà em bánh chưng có thịt nha các bác nhá. Nói chung là bánh chưng có thịt rồi, nhưng vấn đề là ai ăn cùng bánh chưng thịt thôi đúng không ạ? Ok mọi người ơi, ủa em cảm ơn các bác tặng quà nhá. Đơn hàng nổ liên tục rồi, còn đúng mấy phút cuối cùng thôi. Còn các mấy bác phút ơi. Cuối cùng thôi mọi người, nhanh tay nha mọi người, nhanh tay chấp tay giỏ hàng nha mọi người. Mua hai combo được miễn ship nhé mọi người. Shopping đây. Cảm ơn các bác nha. Bác nào duyên này khôn, rất là khôn nhá. Quá tuyệt vời luôn. Chọn đúng hai combo điểm được miễn phí ship. Thế này thì quá. Sữa vào cho em nha. Không mua được chè, sao thì không mua được chè? Có trà dưỡng nhan đúng không? Trà dưỡng nhan sao thì không mua được? Trà dưỡng nhan có đây mà không mua được, điều thế. Ghim lên đầu luôn rồi, mọi người ấn tay rồi à? Ship cả đặt luôn nha. Không, các bạn vớ vẩn. Thì bây giờ có 2.000 người thì bà nào cũng đặt thì để mà em chết à? Xin vía thì được nha các bác, đây tranh thủ trên like các bác xin vía cho đẹp trai cho em là được chị nhá. Chị ở Việt Nam nhưng sao không trong TikTok lại cứ bắt phải thanh toán bằng thẻ? Nậy bà đấy. Nhưng mà sao phải bắt thanh toán bằng thẻ là sao? Không có đâu, nhận hàng với thanh toán. Nhận hàng thanh toán nhá. Bây giờ nha, em bảo mọi người có một cách rất là đơn giản như này. Mọi người lập một nick phụ. Lập một nick phụ, một nick mới. Được giảm giá rất là nhiều và hai nữa rất dễ mua. Ok chưa? Nhưng mà sao mạng giật đùng đùng đấy. Đấy là nick của chị bị vậy. À đúng rồi, chắc là nick của chị bị lỗi đấy. Chị lập mà nick khác. Đã đặt combo, cảm ơn anh Bùi Toàn nhá. Cảm ơn Bùi Toàn nhiều nha. Ở chỗ Đạt bán rẻ nhất TikTok, mai chỗ khác giá cao, mấy chỗ khác giá cao hơn nhiều. Chị nói cái vấn đề mà ai cũng biết mà nhiều người còn không biết cái vấn đề này. Là trà sữa nhà em, nhà em đã nói rồi. Chân châu nhân đôi. Ok chưa? Tất cả đều là nhân đôi. Đến với Boza, đến với Đạt Vila, tất cả là đều là nhân đôi hết. Ok chưa? Mình phải chơi nhân đôi, giật thế. Đề nghị sản xuất vị bèo. Anh em có khi nào mình phải săn mấy cái xe bò, xong anh em ra sông vớt bèo về, anh em mình làm trà sữa vị bèo. Có vẻ nhiều người thích vị bèo quá rồi. Có vị bạch tuộc không ha? Vị bạch tuộc thì nghe nè. Đây, xin giới thiệu mọi người đây là... Đâu, các bạn thích vị gì để mình làm cho Đạt bán nào? Anh trai tôi, nhưng mà anh phải hơi cùi cùi xuống thế này đây. Nhưng bây giờ anh đứng thế nào quá. Mọi người ơi, đấy, ông chủ đẹp trai không ạ? Quá đẹp trai luôn. Bây giờ là anh em mình sẽ ra ngoài sông để anh em mình vớt ít bèo. Vớt bèo. Ok chưa? Vớt ít bèo để làm trà sữa vị bèo. Ok mọi người ơi, em xin phép là còn khoảng... Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lời cuối cùng thì cho em cảm ơn mọi người rất là nhiều.